Thưa các đồng chí và các bạn, tháng công nhân hàng năm đã trở thành ngày hội lớn có ý nghĩa quan trọng trong đời sống công nhân lao động trên địa bàn. Chuyên mục công đoàn tháng năm ghi nhận về những hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong tỉnh nhân tháng công nhân năm 2019. Anh Hoàng Đình Thản là công nhân tổ cơ điện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Đức Vượng từ gần 5 năm nay. Là đoàn viên công đoàn cơ sở được kết nạp đợt đầu từ năm 2016, anh được tổ chức công đoàn cũng như chuyên môn quan tâm đến đời sống, việc làm, nên bản thân anh rất yên tâm với công việc hiện tại. Là một đoàn viên công đoàn, làm việc và hoạt động công đoàn trong gần 5 năm, thì tôi cảm thấy là công đoàn là tích cực hỗ trợ, động viên thăm hỏi trong quá trình là đau ốm, cũng như các dịp lễ Tết, và đặc biệt là công đoàn là phối hợp với công ty để cho đoàn viên là đóng bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế. Qua đó là tôi yên tâm khi làm việc và cùng hoạt động trong công đoàn. Những ngày tháng năm này, cùng với cả nước, công nhân lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Đức Vượng, khu công nghiệp Quảng Ngang đang ra sức thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và tháng công nhân năm 2019. Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhân tháng công nhân năm 2019, Ban Giám đốc Công đoàn Công ty đã tổ chức kết nạp đoàn viên công đoàn cho 14 công nhân lao động. Việc làm này tạo được sức lan tỏa tích cực trong toàn đơn vị, thiết thực góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi, qua đó khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Đức Vượng thành lập và đi vào hoạt động là đến nay là được 5 năm. Sau khi ổn định tổ chức bộ máy của doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã cho thành lập công đoàn cơ sở, qua đó tạo điều kiện giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn của cán bộ công nhân viên cũng như thành viên công đoàn, người lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ đối với mỗi thành viên của công đoàn, và được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội, tạo điều kiện giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất, luôn quan tâm, thấu hiểu và là lắng nghe những ý kiến của các thành viên công đoàn cũng như công nhân sản xuất. Tháng công nhân năm nay tiếp tục gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên và tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 diễn ra sôi nổi. Các cấp công đoàn trong tỉnh từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở vì đoàn viên và người lao động. Khắp nơi trong tỉnh, đoàn viên công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động. Với phương châm là khẳng định quyết tâm xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, tập trung các hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, thúc đẩy việc nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, làm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã và đang đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động, có tác động tích cực đến xã hội. Thực hiện chương trình tháng công nhân năm 2019 với chủ đề là mỗi công đoàn cơ sở, mỗi lợi ích đoàn viên. Thì qua cái chủ đề như vậy thì Liên đoàn Lao động huyện Gio Linh đã tổ chức các cái hoạt động hướng đến người lao động và chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Thì trong thời gian vừa qua thì Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung vào các cái hoạt động trọng tâm như là khởi công xây dựng mái ấm công đoàn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, rồi thăm tặng quà cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của huyện. Thì đặc biệt thì trong thời gian vừa qua thì Liên đoàn Lao động huyện
đã làm việc trực tiếp với chủ các cái doanh nghiệp để đóng bảo hiểm cho công nhân lao động. Và trong tháng công nhân thì đã có 300 công nhân lao động, người lao động được các công ty doanh nghiệp là đóng bảo hiểm lao động. Với việc làm cụ thể, thiết thực, mỗi công đoàn cơ sở sẽ tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung triển khai một số hoạt động như đẩy mạnh tuyên truyền về nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, giáo dục về truyền thống giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động công đoàn, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động như đối thoại chính sách, chăm sóc sức khỏe, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà mái ấm công đoàn. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định hỗ trợ 25 nhà ở mái ấm công đoàn với số tiền 1 tỷ đồng trong tổng số 45 nhà với 1,8 tỷ đồng trong năm 2019 cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong toàn tỉnh. Tặng công nhân lao động công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may VTJ Toms một gốc bảo hộ lao động trị giá 30 triệu đồng. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã trao trên 200 suất quà với số tiền hàng trăm triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, vận động thành lập 6 công đoàn cơ sở, phát triển trên 200 đoàn viên công đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động để mang lại quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn, triển khai các hoạt động văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động, tổ chức ngày hội công nhân, ngày hội thể thao văn hóa, ngày hội tư vấn pháp luật, hội thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi hoặc các sân chơi pháp luật, có chính sách khuyến khích hỗ trợ công nhân học tập, nâng cao trình độ, có các hình thức hỗ trợ công nhân vay vốn, phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng đang tiến hành là chỉ đạo các cái phòng lao động thương binh xã hội ở các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp ký cam kết để mà triển khai thực hiện cái công tác an toàn vệ sinh lao động, triển khai tổ chức các cái hoạt động để hướng tới cái tháng an toàn vệ sinh lao động và vận động tất cả cơ quan, đơn vị cũng như doanh nghiệp và người lao động nghiêm túc thực hiện có cái hiệu quả tháng an toàn vệ sinh lao động trong cái tháng năm cũng như là trong cả năm để cái công tác an toàn vệ sinh lao động của cơ quan, đơn vị và của các doanh nghiệp đạt cái kết quả. Và một cái nội dung nữa đó là chúng tôi đang chỉ đạo các cái cán bộ công chức làm cái công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổ chức triển khai thực hiện cái công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cái cơ quan, tại các cái doanh nghiệp để cho cái công tác an toàn vệ sinh lao động nó được triển khai đến với toàn thể người lao động cũng như người chủ sở hữu lao động. Ngoài ra, tổ chức công đoàn đã đồng hành cùng doanh nghiệp phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, từng bước đưa công tác an toàn vệ sinh lao động đi vào chiều sâu, có hiệu quả thực sự, thường xuyên chăm lo kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh viên, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Thông qua hoạt động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do tổ chức công đoàn phát động đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các cấp chính quyền, huy động sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành, các doanh nghiệp trong việc chăm lo, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục công đoàn kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn.